Kính chúc các quý vị mạnh khỏe vui vẻ. Thì đọc comment á, thì có một vài người comment Kiệt hỏi sao Kiệt khuyên người ta đừng có dị đoan, nhưng mà sao Kiệt lại dị đoan, rồi có ông rồng rồi này nọ. Thì hôm nay Kiệt giải thích cái này cho nó rõ hơn chút. Ở song song với con người của mình sống á, có một thế giới vô hình, các chư vị, các thánh, các thần, các chư vị cũng sống song song với mình. Mà thánh á, thì cũng có mấy chư tiên á, cũng có tiên tốt và tiên xấu nha, tiên tà và tiên thiện. Thần cũng vậy, cũng có thần ác, thần giúp mình. Thì trên trời cũng vậy, như cõi tha hóa tự tại thiên là tầng thứ 12. Cõi dạ ma thiên á, là tụi thiên ma đó, nó cũng ở trển. Thì ở trển nó cũng đánh nhau rầm rầm. Ở dưới này nó đầu thai xuống cũng đánh nhau rầm rầm. Thì phe nào thì con ma thì ma giúp, về con Phật, Phật cứu gì đó. Thì mình sống chung với những người xấu ở dưới thế gian này. Cho nên khi xuống đây á, có lúc Kiệt nói mấy người hỏi comment á, Kiệt nói là đừng có nên đốt vàng mã này nọ, đừng có dị đoan quá. Tự vì thấy mấy cái clip của mấy thầy hay là ở những cái nơi á, rồi cái phát cái gì đó, cái đè nhau dành cả mấy ngàn người, thấy nó không có gì gọi là hay, thì không nói mấy cái đó là dị đoan. Chứ thật sự thì tất cả những thầy hay là bên công giáo, tất cả các đạo, những thầy giỏi, có ai gặp Chúa, có ai gặp Phật, nhưng mà nếu mà không có cái lòng tin đó, không có ai tu đắc đạo được hết. Ở trên trời á, thì thiên ma xuống đây á, nó cũng có thần thông, mà thần thông đen gọi là hắc thần thông, còn phía bên mình á, là bạch thần thông. Thì các chi vị thường dạy Kiệt á, là giống như bên mình á, thì dạy để cho mình có mạnh khỏe, như mình đọc kinh, đọc chú á, mình được vui tươi, cái hạnh phúc nó từ trong lòng mình nó ra. Còn bên hát thần thông á, nó dạy con cháu đó ba nó bùa ngải phép thư ém để mà tranh giành đoạt lợi rồi hại người này nọ đó, thì cái đó mới là dị đoan. Thì Kiệt nói vậy. Cho nên có nhiều người comment nói kìa sao anh khuyên người ta đừng dị đoan, mà anh rồng đồ này kia này nọ. Cái nào mà thật là thật, còn cái kia nó cũng thật nhưng mà nó không có đúng, thì mình mới nói là dị đoan. Chứ còn như thời xưa bà Venga đó, biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia phải sắp hàng nhờ thỉnh ý bà, cái bữa nay gì chuyện gì, cả mấy ông Liên Xô, mấy ông lãnh đạo Liên Xô cũng phải sắp hàng. Nó cũng là gì đó. Thật sự tất cả những người lãnh đạo trên thế giới, trên tất cả các quốc gia, họ đều có một cái nhà cố vấn tâm linh đứng sau lưng hết. Cả Bill Gates, ổng cũng có người đứng sau lưng ổng, ổng mới như vậy. Ông già mù người Tàu. Rồi nguyên thủ quốc gia hay là tất cả trên thế giới, ai cũng có những cái cố vấn tâm linh sau lưng. Ở Mỹ này nè, cũng có một cái bộ kêu lại bữa chữ gì quên này, những cái gì mà nó tìm không ra, hay là sát nhân nó tìm không ra, hay là nó mất cái gì không ra, những chiếc tàu ngầm không ra, thì nó dùng những cái đó để mà nó tìm ra, thì cũng là gì đó. Rồi cái thằng ăn cướp mà nó dữ dằn cỡ nào đi nữa đó, nó giết người nó cũng go to hell, tức là mày đi xuống địa ngục đi, nó cũng là cái nó tin là có địa ngục, cũng là dị đoan. Cho nên cái chữ dị đoan nó gì phải dùng cho đúng. Dị đoan cái Kiệt nói đây là giống như những cái nó không có hữu ích, những cái đốt vàng mã hay là giành giật với nhau ba cái lộc cuối năm gì của người ta, mấy thầy đó. Chứ còn cái của Kiệt đó là thì Kiệt là truyền tin thôi, thì truyền tin người nào hữu duyên thì tin thì tốt, nhưng mà bản thân mình phải coi lại những gì mấy gì cũng thường dạy, nó phải có cái sự chứng minh khoa học và có ích lợi cho xã hội, có ích lợi cho quần chúng, có ích lợi cho đạo và có ích lợi cho quốc gia, có ích lợi cho thế giới, đó là khác. Còn cái mà hại người hay là bùa ngải như kiểu ở Việt Nam quá trời luôn,
xài bùa Thái, bùa Miên, bùa gì tùm lum ở mấy cái sòng bài của Las Vegas nè, nó chôn mấy cái common thon là mấy đứa bé nhỏ nhỏ đó, gửi trên lầu của mấy cái tòa của nó, tuốt trên cao nó có phòng rồi nó cho kẹo, cho bánh, cho đồ chơi á, để mà ai đi ngang đi đi trước cửa mà mấy cái sòng bài đó, cái nó kéo chân vô để quýnh bài, thì ở những cái sòng bài nó cũng xài cái đó, thì gọi là hát thần thông. Song song với mình có cũng giống như Trung Cộng, nó cũng xài thần thông, nó đi cơ bằng cơ thần thông, là bên hát dạy cho nó làm những cái này kia, nó cũng biết trước nhiều chuyện lắm, tà đó. Cho nên nãy giờ kiệt giải thích là có một mấy cái số người comment đó nói sao anh khuyên ta chánh kiến là mình nhìn rõ cái đó, cái đó nó có hại là dị đoan, còn cái này mình lầm tin chứ không phải dị đoan, cho nên cái danh từ thôi. Chứ còn kiệt cũng không biết sao, nhưng mà kiểu rất là khoa học, thì không có phải như như lại cái việc thiệt nói thật, chứ không có ấy. Thì có bốn rồng thì mấy ổng cứ bay vòng vòng hộ việc hiện nó thật, thì giờ không lẽ những cái gì mình không có sờ tới mình chứng minh được, chỉ qua những cái mây hay là những cái lời nói mà trong cái vô vi, thì Kiệt uống nước Kiệt hiểu, Kiệt biết Kiệt là ai, Kiệt hiểu được, Kiệt lấy thông tin để mà có giúp ích cho quần chúng trong cái thời buổi tận thế này, để bớt có sự mà lo lắng ai ác ai làm bậy mình mới sợ, chứ người hiền mình không có sợ. Đó là nhiệm vụ của Kiệt, với lo đọc kinh đọc chú để quay về, lỡ như mình có bị Covid mình chết á, thì giờ chót mình cũng hướng Phật được. Đó là nhiệm vụ của Kiệt. Còn ai nói Kiệt dị đoan này nọ thì phải coi lại cái gì đó của Kiệt có lợi cho quý vị, có lợi cho quần chúng, chứ không phải gì đâu mà mình đi làm cho người ta xáo trộn xã hội hay là mình đi hại người để mình làm gì, không có đó. Thì cái giải thích đây vậy, còn quý vị muốn hỏi gì thì cứ hỏi, thì mỗi thứ sáu kiệt lên đây trò chuyện với quý vị. Chứ cái này nó cũng khó lắm, nhưng mà trong trong mấy thầy lớn, tất cả những thầy Tây Tạng hay những thầy gì, nhưng mà đa số thì không biết có không, chứ còn mấy thầy ngồi thiền người ta có huệ nhãn, người ta biết. Người mà chỉ có phân biệt nhau ngoài đời chỉ phân biệt bằng cách cái hào quang của mỗi người đó, hào quang người nào sáng nhiều sáng ít, mờ hay là mấy dòng hào quang, thì mấy vị có cái mắt nhà mắt nhãn người ta nhìn thấy. Chứ còn ở ngoài mà cứ nói không có hiểu. Những người Hollywood tài tử hay mấy người tỷ phú ở Mỹ á, đều là có cố vấn tâm linh hết, họ họ rất là tin. Chỉ có đời sống người bình thường mình quá đó, mình không có đụng chạm nhiều đó, mình không biết. Chứ mình sanh ra con người mình có thân xác và có linh hồn, phải có linh hồn có nghĩa là mình biết là có một cái thế giới bên kia, thì có những người đặc biệt người ta tiếp cận được thế giới bên kia, người ta biết được những chuyện sắp sửa xảy ra. Giống như bao nhiêu chuyện kiểu nói lâu nay, từ năm 2018 là Covid xảy ra, rồi giờ hết Covid, rồi ông Trump có nhiệm vụ thứ hai, rồi Biển Đông dậy sóng, rồi Đài Loan sẽ chiến tranh với Trung Quốc, rồi Việt Nam sau này sẽ thành cường quốc thế giới, là gì giàu mạnh lên, những cái đẹp của nước Việt sau này, bây giờ thì nghèo khổ chứ sau này đổi ngược lại hết. Thì Kiệt nói trước cái gì, còn cái sắp sửa nó xảy ra thì là giống như nãy giờ mình nói những gì đoan, ăn chút mình nói lại nữa, giờ nói qua như là có cái câu sấm sấm trạng trình ngày xưa ngài nói á, trục tu la, thì nó kéo những người xấu chung phe nó, bây giờ kéo được cái phe độc tài Miến Điện, rồi mốt nó kéo phe này phe kia lên, để làm chi, là tự gì sớm hay muộn á là nó cũng sẽ có một trận chiến lớn xảy ra, thì phe nào đông phe nào ít gì đó, chính trị nó cũng như trò chơi nít thôi à,
hàng xóm vậy đó. Ok, mấy thằng xấu rồi kéo chung mấy thằng xấu đánh với mấy thằng như hồi nhỏ mình hay chơi bắn ná vậy đó. Thì mấy cái nước ác đến khi mà tất cả sau này cái thế giới mà Phật Di Lặc xuất hiện đó, màu trắng màu đen á, lật là lật một lượt, chứ mấy vị nói không có phải là riêng nước nào hết. Khi trái đất này mà thay đổi á, thay đổi cùng một lúc. Những người khá giả, những người có ý thức á, những người giàu á, mấy người đó dị đoan còn dữ lắm. Người ta cần biết trước có cái gì xảy ra để người ta bớt tốn tiền, tốn sức khỏe. Ok, Kiệt đọc comment quý vị. Thì còn chuyện mà ông Trump cũng là dị đoan. Bây giờ ổng ở trên ghế ông xuống, rồi bữa giờ bao nhiêu cái đại nạn mà không có bị gì, rồi bây giờ lại còn có thế lực và càng ngày như càng mạnh hơn nữa. Cái đó cũng là dị đoan đó. Nhiều cái dị đoan lắm. Mà dị đoan nào tốt á, thì lại chứ mình không có thể mình nắm chung cái chữ đó được. Tại bên Hắc Thần Thông với Bạch Thần Thông cũng đang đi song song với cõi ngư mình. Ở trên kia là thiện thần với ác thần cũng đang đấu đá nhau ở trên. Nghĩa là giữa là bên thiện và bên ác thầy đang chiến đấu từ trên cho tới chỗ mình. Cũng đầu thai, con cháu nó đầu thai đầy dưới này hết. Bữa có chị nào làm hình này như đạo Phật, chào anh Kiệt, em hỏi về nhà mới và khai trương buôn bán có cần theo ngày không? Mình đang nói chuyện gì đoan ấy, hỏi khai trương có cần xem ngày không. Thì lúc trước Kiệt có giải thích cái này, nếu mà mình có cái chân mệnh, mình có cái số mệnh tốt với cái tâm mình là người tốt á, thì mình ở đâu cũng được, mình ở đâu cũng giàu hết. Nhưng mà nó cũng giống như một người con gái đẹp thì chỉ có bị một hai mục ruồi sau lưng thì cũng đâu có sao. Còn người mà tánh xấu hay cái tâm ác á, giờ có chọn ngày chọn giờ có ở ngay chỗ nào nữa, xui cũng xui à. Xui hơn đó là do cái tâm của mình, do số mệnh của mình. Thì như Mỹ á, nó có ngày Friday 13, tức là ngày thứ sáu, ngày 10, mà trùng ngày 13 đó. Thì nó cũng né ngày đó, thì mình cũng nên đi để sau này mình đừng có bị dính cái tâm của mình vô là mình thiếu sót làm một vấn đề gì đó thôi. Cho nên tất cả những cái đó đều mình đang sống, mình là con người, mình mang thân con người thì mình đi làm ăn, đi kiếm tiền, đi nuôi gia đình. Còn khi có linh hồn á, thì mình cũng phải cầu mong xuất thế gian, xuất thế gian để tu, để thành thần, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Thế đó cũng là gì đó. Nhưng mà Kiệt bị nhiều người comment Kiệt hỏi cái đó, bây giờ Kiệt trả lời vậy đó. Kiệt cũng là người rất bình thường nha quý vị. Còn ai muốn nói gì cứ nói, nhưng mà Kiệt giải thích thì có thể là thiếu hiểu biết cho nên, hoặc là học quá giỏi. Chỉ có hai dạng người: lì lợm, cứng đầu, ngoan cố và vô minh. Tiếng Phật gọi là vô minh đó. Còn bên tiếng khoa học mà sách dở mà học đó gọi là tự cao tự đại đó, là ego cứng đầu á. Nghĩa là những người học giỏi là cứng đầu, nhất là những người mà
truyền thông ấy, người ta không có tin tâm linh, nhưng mà thật sự mấy người đó sợ chết còn như cái gì ấy, rồi đụng chút cũng hỏi này hỏi kia, nhưng mà họ cứ mâu thuẫn lẫn nhau cái chỗ đó. Thật sự có tâm linh song song, có các vị song song, các chư thần chư thánh trên đầu mình ba tấc nè, mấy có hết. Cũng giống như clip vừa rồi kia có nói ông Trump á, là ổng trên sắp cho ổng ở lại để lo cái chuyện lớn, cái nhiệm vụ thứ hai. Mà truyền thông đó ngày hôm nay năm mấy 60 ngày thì cứ nói ổng hên không à, cho nên họ không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà có các chư vị đứng sau lưng sắp xếp mình, nhờ có một cái thế giới song song lúc nào cũng lo lắng cho mình và lúc nào cũng có thể phạt mình đó nếu mình làm sai. Cha mẹ phạt á, cha là người đầu tiên trong vũ trụ tạo ra tất cả nhân loại. Hồi xưa Phật Thích Ca trong rừng á, ngay mùa thu lúc đó lá rơi, Ngài đang hỏi 40 năm Phật giảng pháp và dạy cho tất cả đệ tử hết chưa, thì Phật chỉ hốt có nắm lá. Phật nói những gì ta biết và ta dạy cho ngươi chỉ có nắm lá thôi, mà trong khi nguyên một cái rừng lá trong cái vũ trụ á, có cha có tất cả các ấy nữa, thì Phật đâu có nói hết, mà chẳng qua là mà những cái mà chấp quá đó, cho nên người ta không có hiểu. Với người kinh Đức Đề Hoằng Nhân là một người khác, một cái ông vua trời thấp, còn cha là cai quản cả cái vũ trụ. Cái này kia hỏi biết nhiêu lần, tất cả các Phật đều là con của hai vị này hết đó nha. Còn ai nói thì nói, thì cứ gán tu cho giỏi đi tự động sẽ hiểu. Còn chỉ mà cứ nghe người này truyền miệng, người đọc sách này sách kia, tam sao thất bổn từ bên Tàu qua cả mấy nghìn năm á, không có đúng. Bây giờ ở bên Việt Nam hay xài bùa xài ngải để mà làm cho người ta u mê quên hay lú lẫn gì bao lâu á, cái mấy phút đó, cái bắt đầu gạt tiền gạt của, mấy cái đó mới gọi dị đoan. Còn mình có lòng tin ở trên đấng chế cao, tin trời tin Phật sau lưng để gia hộ cho mình, đó là chuyện rất là đúng, rất là tốt, chứ nó không có dị đoan. Còn chỉ có bốn ông rồng xuất hiện bay xung quanh hộ kiệt là cái đó là thật, không phải chỉ bốn ông đâu, rất là nhiều vị khác nữa là có thật. Kiệt cũng không cần phải khoe không phải nói, nhưng mà nói thiệt thì Kiệt nói thật, chứ Kiệt không lên đây cái kênh này là nói thật và nói thiệt, chứ Kiệt không có nói cái gì gọi là không có. Chỉ có một cái là Kiệt không có ông rồng thật sự bằng da bằng thịt để làm bằng chứng cho cái gì thôi, chứ còn trong công ty của Kiệt ấy, 4 5 giờ sáng đó đi kiếm ông Trần Kim Quang hỏi ổng đi, ổng là chủ tịch của hội Kiên Giang ở vùng Bắc Cali nè, tên luôn là Trần Kim Quang, là ổng nổi tiếng rạch giá lắm á, bà con nào nghe này cứ kia gọi điện thoại hỏi ổng. Đích mà 4 giờ sáng ổng đi làm á, ổng thấy nguyên con rồng khổng lồ bay từ trong hãng Việt bay ra, và quay 1 phút ổng hoảng hồn, ổng đậu xe vô mà ổng niệm Phật không kịp á. Có những lúc quý vị quên hay gì mình không biết hiện nguyên thân bay vậy, còn có những lúc quý vị là vô vi. Còn đa số những cái hình mà Kiệt chụp á thì là nó như như vậy đó, như vậy hay là như vậy đó nhiều lắm rồi, hay là như vậy cái này là người khác chụp đó, mấy ông bay lên vậy đó rồi. Những lúc mưa thì lên hình vậy, chỉ vậy thôi chứ làm sao mà chứng minh được, cho nên quý vị đừng nói gì. Rồi hai ông Bạch Long Xích Long đó, thấy gì đà Phật nãy giờ nói lòng vòng cũng 20 phút, bây giờ bắt đầu đọc comment quý vị nha. Kiệt không có dị đoan nha quý vị, Kiệt chỉ mong giúp cho quý vị mau đi về trời ở trển vui hơn, cái này chán lắm á. Hello, chứ kỳ đại dịch thổ tả gần tới có thật không? Không có. Mấy gì chỉ nói là cha mẹ mới nói là không có để cho nhân loại
khổ nữa, chỉ đi cái đường ngoạn mục là cho ông Trump làm nhiệm vụ xong đó là thế giới sẽ sắp sửa vào ổn định hòa bình. Có nghĩa là gì quý vị biết không? Có nghĩa là con bạch tuộc á, là Trung Cộng á, nó có nhiều cái dồi quá, dồi tùm lum hết. Khi mà cái đầu nó bị đau á, là tự nhiên nó rút lại hết. Là lúc đó là thế giới hòa bình á, thì sắp sửa. Thì bây giờ nó kéo trục kia chọi với đồng minh sắp sửa rồi đó. Trục là nó kéo những cái phe mà độc tài ác theo nó. Rồi đồng minh là quý vị thấy biết ai rồi đó, đầy ở ngoài Biển Đông á. Thì sẽ đánh. Bây giờ nó không đánh nó cũng phải đánh, đánh nó cũng thua, mà không đánh nó cũng thua, đường nào nó ở cái thế nó phải đánh. Thì biết như vậy, kỳ cũng như quý vị thôi, 80% nha, 20% giờ chót là mấy vị không có no cho được biết những cái tình tiết mà thay đổi ngoạn mục á, reality tức là thực tế với đời mình á, là nhiều lúc kỳ cũng bật ngửa, giống như kỳ cứ nghĩ Trump tiếp tục. Nhưng mà quý vị nói ổng giải thắng, nhưng mà quý vị nói là thắng toàn thế giới, thắng cả ngàn năm, thắng trong lòng người. Thì kỳ cứ nên là ổng thắng, là có nghĩa là thắng liên tục 8 năm, kỳ bị hố cái đó. Cho nên giờ kỳ mới hiểu, kỳ không có nói như kiểu hồi xưa mà chắc ăn nữa, kỳ chỉ nói 80%. Nhưng cái quan trọng quý vị khi mà nghe kiệt nói chuyện á, là cái hướng, tiên tri là cái hướng. Kiệt nói tận thế là nó có thiệt, Phật Di Lạc ra đời. Mình đang sống ngày tận thế, sắp sửa cái chiến tranh, sắp sửa tất cả những cái ác và những cái mà gọi là mình nói cái ác thôi nha, mình không có nói về chính trị, thì nó sắp sửa nó sẽ đi vào quá khứ để mà trả lời cái thế giới này một thời đại rất là cực kỳ hạnh phúc cho nhân loại. Đó là sắp sửa có những cái hiện tượng đó, đó là những cái chính. Chứ ông Trần Trình ông nói 500 năm thì bây giờ mình là vừa đúng á. Đó, thì đó là Kiệt, người truyền tin Kiệt nói như vậy. Nhìn thì sắp sửa sau này Hoàng Sa Trường Sa bất chiến tự nhiên thành. Nằm mơ thấy hai ông bạch ánh vàng, có sao không? Tốt. Mình nằm mơ mình thấy mấy vị thần là tốt, đâu có gì đâu. Kiệt lụm cái hình này thấy dễ thương để làm này chơi. Mấy đứa nhỏ mà cỡ này mà nó mà hiểu mấy cái này là siêu khỏe. Chú Kiệt xô cây búa đi chú. Ồ. Để dưới nhà. Cái phòng này không phải cái nhà nha, cái phòng này cái phòng khách. Live stream đi đâu có được. Gạo không có Kiệt. Không. Để Kiệt đọc comment quý vị nè. Chú ơi, ông Năm phát Hồ Quang là thật hay giả? Ông Năm nào? Chú có hỏi nhưng mà chuyện của ai thì người đó, chứ chú không có nói chuyện của người khác. Xin lỗi, chú không có nói chuyện của người khác. Kiệt cho hỏi thầy Hằng Trường ở quận cái chú cũng không có nói chuyện với người khác, mình nói chuyện của mình. Kiệt ơi, mỗi tối khi ngủ con đọc chú Đại Bi nghe nóng ren sau đó là cái đó là tốt, thì cứ tiếp tục. Mình mới bắt đầu gặp được Phật á, gặp được cái đường đi về á, mình có nhiều cái hiện tượng và tất cả chú Đại Bi, chú này chú kia đều là tốt. Chứ đừng có đem ba cái đồ vật gì của ai tặng mà đem về nhà thì nhiều khi ta thư ta ém trong đó thì không có nên. Xin lỗi, nãy giờ cái máy livestream nó bị vấn đề mấy lần nên cũng không có đọc hết comment.
này là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng này, hình nạn hình Phượng Hoàng chụp ở Mỹ. Thế trước khi đọc lại tải này, nãy giờ nó bị hư cái internet, nó không có vô cái mạng á. Có cái bài này có một người gửi cho Kiệt, Kiệt đọc lại cho chính này cho quý vị nghe nha. Lời dặn dò sau cùng: trước khi qua đời, một thiền sư dạy thị giả rằng: này con, có những điều thầy mong con phải luôn ghi nhớ. Điều thứ nhất, tức nghe là ông gần chết rồi đó, là hấp chấp và di chúc, có di chúc: này con, có những điều thầy mong con phải luôn ghi nhớ. Điều thứ nhất, đừng biến chùa thành cơ sở từ thiện có quy mô lớn, vì làm thiện chưa chắc đã được người khác ủng hộ, mà trái lại sẽ gây phiền phức cho con, bởi họ nghĩ con có nhiều tiền sẽ tìm cách tranh đoạt. Điều thứ hai, đừng giao du với quan chức, mà hãy hướng dẫn họ tu tập sa môn bất kính dương giả. Nếu trái lại, con sẽ rơi vào cảnh tranh chấp, kết quả là cây ngã bìm khô. Đừng lệ thuộc vào sự cúng dường. Điều thứ ba, đừng lệ thuộc vào sự cúng dường của tín đồ Phật tử, phải giữ lòng tự trọng trước những nhà giàu có, vì lòng đại bi mà nói pháp cho họ nghe, chứ để cho họ danh lợi ái kiến cám dỗ. Muốn tồn tại phải tự lực. Điều thứ tư, đừng biến chùa thành nghĩa trang, và cả đời con chỉ lanh quanh trong việc độ đám. Đạo Phật là để giác ngộ và đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay trong thực tại. Hãy dạy cho Phật tử thấy rõ lý vô thường, vô ngã, để buông xả bám chấp. Riêng con đừng lấy phương tiện làm cứu cánh. Điều thứ năm, đừng ham chùa có đông đồ chúng, nên lấy lục hòa làm trọng. Đông người mà không tu tập sẽ dẫn đến phe phái tranh chấp, ngoại đạo trà trộn vào, con không kiểm soát được, do vậy phải hết sức cẩn thận. Điều thứ sáu, đừng cố chấp chen chân vào bất kỳ tổ chức tôn giáo thế lực nào để dành cho mình một cái ghế, hay chỉ khẳng định đời tu mình bằng học vị. Những thứ ấy là nguyên nhân của sự sa đọa và xem trọng danh lợi. Đối trước sanh tử, con không thể lấy bằng cấp hay địa vị ra trình với Diêm Vương. Đừng biến chùa thành khu du lịch. Điều thứ bảy, đừng biến chùa thành khu du lịch. Đông người đến sẽ ô hợp, bất thanh tịnh. Chỗ nào có lợi ích là chỗ đó sẽ bị chiếm hữu. Hãy cố gắng gây dựng ngôi chùa thành một đạo tràng thuần tí tu học. Còn những gì khác con phải xem là thứ yếu. Dặn dò xong, thầy thiền sư Viên Tịch trước khi Viên Tịch, sư để lại bài kệ: pháp vốn không gốc ngọn, không pháp cũng không tâm, sống chết xương ngọn cỏ, thẳng tới đất vô sanh. Thẳng tới đất vô sanh. Đó, cái bài ấy cũng hay nhưng mà ý nghĩa thì đọc chơi quý vị. A Di Đà Phật. Thầy tiếp tục. Hello, xin chào. Duyên gặp nhau. Mình thì nãy chỉ có nói sơ về người ta nói sao gì đoan, cái gì đoan của Kiệt là có lợi cho quý vị. Mấy ông rồng là xuất hiện là có thật,
chứ không phải gì đoan kiểu mà đốt vàng mã hay là giành giật mấy cái lễ vật cúng gì đó rồi cả đống người đè đè nhau á, thì cái đó khác. Tại vì mình sống song song với các chư gọi là thiện thần và ác thần, mình sống song song với họ. Ác thần á, thì nó ủng hộ những cái phe như là đó hung dữ độc ác đi lấn áp biển đảo của ta đó. Còn thiện thần á, thì những vị gia hộ cho quốc gia của mình được bảo toàn lãnh thổ đó, thì mình sống song song. Thì bên ác thần nó cũng lâu lâu cũng nhập vô này nọ, mấy cái nhập đồng là có thật nhưng mà phải tùy, mình phải biết rõ là người nào nhập chứ không phải là thiệt nói gì. Nhưng mà riêng phần Phật mẫu cha mẹ không có ai nhập, cha mẹ cao cao rất là cao đâu có nhập đâu, thì người ta mượn danh thì có đó, thì chở tới chở lui mà. Chứ tất cả những nguyên thủ quốc gia, những các nhà giàu ở Mỹ nè, nước ngoài nè, họ đều có cố vấn tâm linh, họ đều có sau lưng họ giống như ông Bill Gates á, có cái ông già mù người Tàu biết trước những cái thiên cơ á, những cái tiên tri á, chỉ điểm cho ổng để ổng né. Còn riêng phần Kiệt á, Kiệt là người truyền tin ở trên cho Kiệt 80% cho cái hướng là cái gì, nó là con cho người ta biết sắp tận thế, cho người ta biết có Phật Di Lặc ra đời, rồi sắp sửa có chiến tranh, rồi năm 2018 Kiệt nói sẽ có Covid, thì xong mình có thuốc gọi là mấy gì gọi là vaccine đó, gọi là thần dược á, sau khi có thần dược mình sẽ sống lại bình thường, nhưng mà lúc đó con người vẫn còn e dè, đó là mấy gì nói như vậy. Rồi sau đó, sau khi chiến tranh xong, Biển Đông chiến tranh xong, thế giới sẽ hòa bình lại. Rồi từ đó nước Việt phát triển mạnh lên, giàu có. Tại vì đã hòa đồng lại thì tất cả thế giới sẽ giúp nước Việt phát triển rất là lẹ về vi mạch, về điện tử. Mình không còn khổ như bây giờ. Bây giờ mình bị dây tứ bề, nước ở trên nguồn nó cũng chặn đập. Rồi ở bển những cái tuổi trẻ lớn lên không có việc làm, phải đi tha hương cầu thực, rồi phải lấy những ông chồng nước ngoài già hơn mình 30-40 tuổi, xa cha xa mẹ, giống như hy sinh vậy đó. Thấy những cái cảnh khổ đó thật rất là buồn, nhưng mà sau này nó sẽ không còn nữa.